Ta xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ thăm ba bạn cu của mình như thế nào nha. Wow, ba bạn cu của mình nè các bạn ơi. Đây là một bạn cu, hai bạn cu và ba bạn cu nè. Bây giờ mình sẽ tắt các bạn cu này ra ngoài cho ba bạn cu tập thể dục nha. Hai bạn cu này câu vào nhau nè. Rồi thả bạn cu này ra. Bạn đá bò dữ ghê chưa mấy bạn. Bạn đá bò lại cái thao nè. Mình sẽ bắt tiếp bạn cu này nha mấy bạn. Hai bạn cu này đang bấu nhau nè mấy bạn ơi. Ý, bạn cu này thả bóng bóng quá trời quá đất luôn. Rồi bắt bạn cu này ra thôi. Hai bạn cu ra luôn. Wow, bây giờ mình có ba bạn cu ngoài rồi nè. Mình bắt nhẹ nhẹ lùi lùi mấy bạn nó vô nha mấy bạn. Với ba bạn cu đang đi chơi chung với nhau kìa. Trời, với bạn đó vơ cái kẹo lên nè. Bạn ơi đụng lơ mơ là mấy bạn đó ấu tay vào mình nó nhiên. Rồi với bạn cua này bò sát như cái mép. Rồi bây giờ mình sẽ chơi với hai bạn cua này nè. Cốc 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 hú. Bò đi đi bạn cua ơi. Với bạn cua này bị bạn cua này kẹp rồi mấy bạn ơi. Giờ sao đây, giờ sao đây. Hú, bạn cua này kẹp cái chân của bạn cua này rồi. Bây giờ mình không biết làm sao luôn mấy bạn ơi. Làm sao để bạn cua này thả cái kèn của bạn cua này ra vậy. Thì mình mà nghĩ lên là hai bạn cua nó treo lơ lửng như thế này nè. Ú, cay quá đi à. Giờ hai bạn này cứ như vậy biết thì sao ta. À, mình tháo ra được rồi nè mấy bạn ơi. Tự nhiên tháo ra cái bạn kia nó chạy nhanh quá trời quá đất luôn. Mình chỉ không kịp rồi nè. Ý, mình sẽ lừa bạn này lại nha mấy bạn. Ý, mấy bạn đùng nhẹ nhẹ thôi nha. Ú, đó, ba bạn cua của mình nè các bạn ơi. Cua này đang giơ cái kèn lên, bạn nó chào các bạn đó. Bye bye, xin chào các bạn nha. Ba bạn cua này, bạn cua này cứ vơ cái kèn ra ngoài luôn à. Mấy bạn ơi, có một cái con cá chơi bự chặt bá luôn mà mấy bạn. Ôi, bự quá đi à. Còn có một cái con màu đen nữa mấy bạn ơi. Cái con màu đen này như là mấy kiếm giọng nó nha. Bây giờ mình sẽ bắt cái con màu vàng này thôi nha. Cái con màu đen này bự quá các bạn. Không biết nó có cắn mình không ta. Sợ quá đi à. Giờ mình sẽ bắt cái con màu vàng này. Cái con màu vàng này á, nó màu vàng cũng con này màu đen kỳ ghê ha. Hình như đây là cá chơi đúng không mấy bạn. Mà không biết mấy con cá chơi này là con trống hay là con mái vậy ta. Nè mấy bạn ơi, mình nghĩ lên cho mấy bạn xem này. Ghê chưa. Áo quá ta. Cái da mấy bạn nó trơn lắm mấy bạn ơi. Ý, cái bạn cá chơi nè, bạn nó cứ vẫy vẫy hoài luôn rồi, bạn nó bơi nhanh dữ lắm nha. Rồi, đó mấy bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho hai bạn này đi xuống cái hồ này nha. Rồi, vô. Mấy bạn ơi, mình có mấy bạn hamster nè. Đây là bạn hamster màu trắng nha. Còn đây là bạn hamster màu xám nè. Bên phía trên sống lưng của bạn đó còn có cái sọc màu đen đó kìa các bạn. Rồi đôi mắt của bạn này có màu đen nha. Rồi bạn đó đeo lên tập thể dục kìa mấy bạn. Bạn đó chạy bánh xe nè. Bạn đó chạy dữ lắm luôn đó. Ngày bạn đó tập thể dục tới mười mấy lần lận nè. Mấy bạn thấy dữ luôn chưa. Rồi cái bạn hamster màu trắng này nè, bạn đó cũng thích tập thể dục lắm luôn. Nhưng mà mấy bữa nay mình không thấy bạn đó tập nữa. Chắc là bạn đó đang ăn nhiều quá hay sao đó. Bạn đó không muốn giảm cân đó các bạn ơi. Bạn này đang thôi. Còn bạn màu xám này, bạn đó đang muốn giảm cân nè mấy bạn. Bạn đó chạy dữ lắm. Trời, cái bạn màu trắng đã mất tiêu rồi mấy bạn. Bạn đó leo bên đây mà nè. Trời ơi, bạn đó ăn cái bùi gì bạn đó bị chập bá luôn mấy bạn ơi. Thôi, mình nghĩ bạn đó nên leo lên tập thể dục rồi. Hai bạn cùng leo lên tập thể dục rồi nha. Mỗi bạn sẽ chạy bánh xe một bên nè mấy bạn. Rồi bạn xám nhường chỗ cho bạn trắng rồi. Nhưng mà bạn đó vẫn không muốn tập luôn. Kỳ ghê nè. Bạn đó chui vào cái máng ăn của bạn đó rồi. Ở đây có rất là nhiều thức ăn cho bạn hamster luôn nha. Có ngũ cốc nè các bạn. Đây là các hộp bắp khô đó mấy bạn. Còn có hạt cương dương và hạt bí nữa nha. Ý, nè, bạn ăn bắp đi mấy bạn ơi. Còn đây là bình nước cho bạn hamster uống đó mấy bạn. Trời, cái bạn xám này bạn đó vẫn quyết định leo lên đây bạn có tập thể dục tiếp tục. Chữ ơi, cái bánh xe này bạn đó quay một ngày rất là nhiều vòng luôn. Các bạn cũng nên tập thể dục giống bạn hamster nha. Chỉ có bạn trắng này bạn đó lười biếng thôi. Và gần đây bạn không tập thể dục gì hết trơn á nha. Rồi, nè. Bây giờ mình thấy mới thấy bạn trắng mình đó leo lên tập thể dục đó các bạn. Bạn xám này xuống nhường chỗ cho bạn trắng rồi đây. Chạy riết luôn nha. Rồi, mới tập có mấy vòng mà bạn đó cũng xuống rồi. Wow, bây giờ hai bạn leo lên tập thể dục luôn. Nè, đã ghê chưa, cùng chạy với nhau nha. Đã quá ta. Yeah. Các bạn
đằng phía sau cứ đi theo cái bạn nhịt cỏ phía trước hoài luôn nè mấy bạn. Mặc dù cái không gian ở đây rất là rộng luôn, nhưng mà bạn đó vẫn cứ thích đi theo à, không biết sao nữa. Cái bạn nhịt cỏ này lại còn chỉ bạn đó uống nước luôn kìa các bạn. Ha, hai bạn này đi chung với nhau dễ thương quá à. Mà các bạn nhịt chân vàng này hình như bạn đó còn nhỏ hơn các bạn nhịt cỏ trắng phía trước hay sao đó. Còn mình nhìn thấy tướng cũng nhỏ hơn một chút, nhưng mà nhìn rất là dễ thương nha. Ha, hai bạn này uống nước kìa mấy bạn. Hai cái bạn này á, chắc là không có lớn tuổi hơn nhau mấy đâu ha. Rồi, cái bạn nhịt cỏ này với cái bạn nhịt đó là khác dòng với nhau đó, chứ không phải giống đâu nha mấy bạn. Nếu mà giống thì bây giờ cái màu lông của cái bạn nhịt nhỏ đã bự, đã giống như cái màu lông của cái bạn nhịt trắng rồi. Đó, bạn nhịt cỏ đang chỉ cái bạn nhịt kia để lông đi thật khỏe đó các bạn.